nhất tất cả các đạo trong tương lai, thì những cái đó đều là tiểu thuyết. Và đồng thời á, lời của Chúa hứa với con chiên 2000 mấy năm trước, Chúa không bao giờ thất hứa với nhân loại. Nhìn nhớ một điều, Cha không bao giờ nói sai, Phật không bao giờ nói những chuyện gì mà gạt chúng sanh để mà cho chúng sanh chờ chờ hoài mà không bao giờ có. Chỉ có vô thần cộng sản hay là thiên ma nó cho tan bánh vẽ và nó cho người ta bị mê muội và mị, tức là nói láo. Chứ còn trời Phật thần thánh nói đâu là chúng đó. Chúa hứa Chúa sẽ trở lại để cứu con của Chúa. Cứu kiểu nào? Cứu thì thấy cái đạo nè, người có nhìn ra tai không thôi, hồi xưa đã biết trước vậy rồi mà. Không nhìn nó là lỗi không phải của Chúa, lỗi của người còn sân si chấp. Cứu bằng cách là lập ra cái đạo mới để được lên lõi, chứ không phải cứu một cái đậu chiếc máy bay lửng lửng không gian á. Tại mấy thằng ác nó giành giật giỏi hơn mấy đứa con chiên thiền, phải không? Nó nhào lên đầy rồi sao, chở đóng mấy thằng hung dữ về trời để nó phá nát thiên đình hả? Con có nghĩ Chú có ngu kiểu đó không vậy? Phải lựa người hiền mới lên máy bay, mới bay về trời. Còn mấy thằng dữ tụi mày á, lên không nổi đâu, thiền Bát Nhã khó lên lắm. Thì phải cách là phải sàng lọc. Sàng lọc thì phải có cái sàng, có cái gỗ. Cái gỗ là cuốn kinh Thiên Tâm. Rồi có một cái nhà, cái chỗ mà để sàng là Thiên Long Sơn, rồi Thiên Long Cung, rồi Thiên Long Giang, rồi núi Cấm. Đại khái thời tận thế nhiều phương tiện để mà được lên thiền Bát Nhã. Ở bề trên đã lo đầy đủ rồi. Chúng ta có hạ cái ngã xuống, khom cái lưng xuống để mà khấn mấy cái tượng này hay không? Rồi khấn mấy cái tượng của mấy vị anh hùng dân tộc, họ cũng là thần với Bồ Tát không ngoài đó. Ông thần Nguyễn Hồng Chụp, ông là vị thần. Lúc ông còn sống, ông cũng là đạo Phật, ông quy y Phật. Chúng ta là đạo Phật thường tí, tuy là chúng ta có Bồ Tát giới. Chúng ta lại ông Nguyễn Hồng Chực, ông dầu sao cũng có công với nước Việt chống Pháp. Thì chúng ta quy y ông, ông quy y Phật, có nghĩa là cùng quy y Phật. Còn Phật tử á, nghe mấy ông thầy quốc danh học hiểu không tới, tại mới mặc áo vàng thôi, bữa hỏi mà đảng viên. Bữa nay mặc áo vàng cái là ngon ở ông ngồi trên bục. Ồ, mình đạo Phật mình chỉ là lại Phật A Di Đà thôi, phần mình về cõi A Di Đà. Mấy ông thần đó là tà, mình không có nên lại. Cho nên mấy bà Phật tử không bao giờ lại mấy anh hùng dân tộc. Nó thấy mất phước không? Mất phước nhiều lắm á. Nó không có hiểu. Cho nên khi chúng ta hội thiền, những người nào có công từ thần cho tới thánh tới Bồ Tát, cao cao nữa là Phật, cao nhất nữa là Thượng Đế, mình đều phải lại hết. Có nhiều Phật tử đi vô chùa Thái thấy cái tượng lạ lạ, tượng mà của Thái tóc dài, cái đó cũng là Phật mẫu. Rồi đi vô những cái nơi chùa, những cái nhà thờ của những cái đạo khác, người ta cũng thờ cha thờ mẹ nhưng mà hình thù khác, cái mình thấy không quen, không có hợp nhãn với mình không biết, cái mình cũng ngó người nghiêng, mình không lại cũng không đúng. Mình thấy người ta lại mình cũng đều phải lại, đâu có mất gì đâu. Tại vì Phật cha mẹ Thượng Đế không có hình tướng nha, chứ gì không có hình tướng. Tại sao hôm nay cha mẹ cho mình có cái hình tướng là vì chuyện này sanh ra người Việt Nam và nước Việt Nam là có cái đạo Thiên Tâm, sau này sẽ thống nhất đạo trên thế giới. Thì cha mẹ cho cái hình tướng để mà mình nương theo đó. Chứ cha mẹ thật sự cũng đâu phải hình tướng vậy đâu. Quốc gia Phi Châu mà khấn cha
thì cha phải hiện lên da đen chứ, giống như cũng có thể cha giống như người Phi Châu vậy đó, hiểu không? Cha phải mặc sarong, chứ còn cha mặc đồ như kiểu Trinh mà Mai thì mấy Phi Châu đâu có lại. Con có hiểu chưa? Rồi thí dụ như người Mỹ, người Anh mà thân mẹ, mẹ phải hiện ra tóc vàng chứ mẹ đâu có hiện tóc vậy. Rồi phải mặc áo theo kiểu bà nữ hoàng Anh chứ đâu phải như cái mão này. Chỉ vì Thiên Đức Kiệt này là người Việt, đạo lập ra do người Việt. Thì cha mẹ bữa đó mới nói ok, giờ cha mẹ cho nhân loại cái chân dung này. Thì từ đó là mỗi một lần mà Việt mỗi tuần đó gọi là dấn ngang cha mẹ đó, cha mẹ hiện về đúng cái chân dung đó y như vậy luôn á, không 100% luôn, nhìn y chang luôn. Nhưng mà ở trong cái vô vi á, quần áo của cha mẹ nó nhiều màu lắm. Như vậy rồi mẹ cũng đi đứng đó, chị góp nước trà thì mẹ cũng cầm lấy nước trà mẹ thưởng thức, y như vậy thôi mỗi tuần. Cha cũng y như vậy, cho nên mình, cho nên mà chỗ nào mà thờ có hình cha hình mẹ đó là chỗ đó, đó không có ma quỷ. Nhà nào mà thờ hình cha hình mẹ nhà đó đều được may mắn, là vì lúc nào cũng có ông thổ địa và mấy vị gọi là vị mình nói là ông táo bà táo, nhưng thật sự không phải, nó là ông thần quản gia đó, là sẽ gia hộ cho gia đình mình được yên ấm, ăn cơm chiều cơm tối rồi gõ mỏ gõ chén gì đó cũng bớt bị ma nó vô nó phá. Còn những nhà mà không có thờ là ma vô phá dữ lắm. Nè nó chuyện nhiều rồi. Có gì hỏi con bác? Hỏi lại. Con phá cái áo của bác á. Có miền Bắc, miền Trung, miền Nam ở trong cái áo của bác. Da vàng là da của con cháu Rồng Tiên, ba dòng máu Bắc Trung Nam. Những năm đầu mà Thiên Tấn Kiệt này không tin mình là thiên tử, trời ơi bệnh muốn chết. Xong đó mẹ cha với mấy chị vị đức thầy về nó ngồi kể lại rồi đọc thánh chỉ thế này thế nọ. Rồi lúc đó mình là dân lớn lên ở Mỹ, kỹ sư mà dân xưa nói tiếng Mỹ không à, không có nói tiếng Việt nhiều, với bạn cũng Mỹ. Rồi đến lúc mà mình qua mấy cái vụ tâm linh này nè, mấy chuyện mà hồi xưa mình đi theo thuyết của ông Einstein nhiều, cứ nghe cái gì trước mắt mới tin, không có trước mắt là không tin. Đại khái cái những năm đầu rất là khổ, sau đó từ từ, tại khi mang thân người vô bào thai của cha mẹ phàm á, 9 tháng 10 ngày chúng ta không còn biết chúng ta là Phật quỷ hay là Bồ Tát hay là bất cứ ai, nó xóa lại từ đầu hết. Rồi ở cái thời đại này á, là phải dùng trí bát nhã để mà độ đời, và dùng cái tâm từ bi và những cái hành động có tiền mà không dính tiền, bông sen trong đống bùn mà không có hôi tanh mùi bùn. Thì từ đó mấy vị nói con là cuốn kinh sống á, nhưng mà đúng ngày đúng giờ á, nó cũng giống như mình mua cái điện thoại mà có wifi á, thì lúc đó cha mới gỡ ra wifi thì làm cái lễ quán đảnh. Lúc đó là thầy quán Thái Ngoan á cũng mở, thì
thì lúc đó trên trời mới biết mình đi đâu, giống như cái đèn pin vậy đó, cái đèn đi đâu đó. Thiên ma cũng quýnh, trời ơi, cái bữa tối đó bị thiên ma nó quýnh muốn chết luôn, quýnh là hồn ra khỏi xác. Phật Bảo Ngâm nè chạy tới với sư phụ Hòa Thượng Tới Công, hai vị với mẹ nữa, nhét cái hồn vô lại. Những năm đầu bị dữ lắm, không phải là bị hành xác mà bị giống như mình lì á, mình không tin á. Thì cho nên tới ngày hôm nay khi mà kiệm này lên nói 5 năm những chuyện siêu nhiên, mình cũng thông cảm được những người chửi mình, làm gì mình cũng đã từng là như họ rồi. Những năm đầu không có tin, cả đức thầy về, ta là sư phụ của con, ngài tên là gì, ta là đức thầy. Đức thầy ở đâu vậy? Ta ở núi Cấm. Núi Cấm là ở đâu? Sư phụ thật sự cũng chả biết luôn nữa, chỉ có biết Long Xuyên thôi, qua Mỹ nhỏ xíu biết cái gì. Rồi ngài còn nói chỗ ngài ở, ta ở gì phường An Hòa gì đó, tùm lum. Những năm đầu vậy, cái chị cũng vậy, chị nói ta là tỷ của em đệ, mấy em cùng cha cùng mẹ, ta đã xuống trần 3 lần để kỳ này xuống để mà lo cho cái hội Long Hoa, để mà lo cho cái cơ tận thế này, vậy mà quên. Cái hỏi tỷ tên gì, á là Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Thánh Mẫu Liễu Hạnh là ai nữa, tại lúc đó dù đâu có biết ở ngoài đó có những cái tên đó đâu. Ồ, những cái năm đầu nó vậy đó, tôi cười lắm. Sau này quảng hồn á, mỗi lần mấy gì nói cái về mới xuất Google ra mình mới biết. Nhưng mà nó phải có cái là mục đích cuối cùng của cái cuối cùng là nhân loại mình á sẽ trải qua cái thời kỳ bi đát này sắp sửa qua, thì cái giá mà trả là cái giá của mình đã trả rồi. Mình đã trốn ở trong nhà gần 2-3 năm Covid phải không? Mình hiện giờ mình đang cái khổ là khổ về tiền đúng không, kinh tế đúng không, tiệm xá đồ ế đồ đúng không. Rồi mình có cái nỗi khổ là mất người thân một cách đột xuất. Mình đang vui vẻ nói chuyện từng trước, từng nay bị Covid đi lẹ đó, thì mình đã qua những cái khổ đó. Rồi mình hôm nay mình ngồi đây mình còn sống lại là đó là cái đại phước nó qua sẵn. Cho nên những người nào, nhưng mà cũng chưa chắc, chưa có qua hết đâu, nó còn sẽ qua thêm nước Việt này nha. Mình đang là người Việt, mình nói tiếng Việt thì mình nói cho người Việt Nam mà anh hiểu luôn. Thì Việt Nam sắp sửa có chết đói và có những cái nạn tai lớn nữa. Tức là giống như ở trên nói con tôi xuống đây nói chuyện với em du gai với mấy đại ca bữa giờ 5 năm rồi đó, nó cũng mỏi cổ rồi nè, giờ chịu thượng thiên chưa? Chưa, để tự tôi thượng thiên tôi biết, nhưng mà để tự tôi lo. Nhưng mà ngày giờ thì sao? Những chư thiên hạ phàm người ta cũng có cái tuổi của người đời, người ta già theo á. Thận thận bây giờ không chịu thận, kéo trên xiết một chút, xiết một chút giống như xiết tán vậy đó. Xiết xiết đến nào mà dân ho ra đòm ra máu rồi đó, thì lúc đó hối hận không kịp. Hôm nay mà mình đã nói tới non nước này rồi, sau này mà mấy đại ca mà phường trưởng hay bí thư phường, bí thư tỉnh, bí thư huyện á, mà có bị dân lên nó đập đầu á, đừng có nói là kiệt này không có từ bi, không có nói trước cho mấy đại ca nghe. Con á, xin lỗi á, con cũng làm hết sức con. Cha với đức thầy nói, cha đức thầy là Phật đúng không, con phải lấy ông bá quán. Rồi mấy vị Phật ở đằng đó cũng nói lấy ông bá quán. Còn cái mấy ông thần, ông cầm kiếm á, là ông trực với đức trần đạo rồi á, chỉ không phải ngầu lắm không. Ngài á từ bi quá, ngài phải nghiêm khắc với những cái người mà vô nghi. Nghiêm khắc mới nghiêm khắc kiểu nào? Chẳng lẽ mình đi lấy cái binh building mà bên Phú Quốc của ông Phạm Nhật Vượng nó xây cho hết mấy lãnh đạo ở bển đánh gòn tối ngày tháng đóng gái vô cho mấy ông. Giống như đi học tập cải tạo vậy, nhưng mà học tập cải tạo kiểu thời đại đó, sao sao
Do cái đó mà ông cũng không có chịu nữa. Cái mà mới nghĩ bây giờ nghiêm khắc kiểu nào thì ngài phải nghĩ ra cách. Cái bữa ngồi thiền cái mấy vị chỉ thì xin ông Trump cho visa 4 triệu đảng viên Mỹ qua đây ở chừng 2 năm, đi lang thang khắp nước Mỹ nè, ăn hamburger, uống chocolate, uống coca, riết kìa, tự động cái bắt đầu khôn ra rồi, lông lá khỉ rồi tự nhiên lột xuống rồi. Chứ giờ có cho ổng ở khách sạn của Phạm Dượng mà đánh golf 4 năm thì cũng là ở nước Việt Nam, đâu có mở rộng tầm nhìn đâu. Trời ơi, họ cho qua Mỹ đi lang thang vậy đó không, mang ba lô rồi đi vòng vòng rồi tự nhiên là về bắt đầu yêu kiệt, yêu dân, yêu nước lại. Rồi lúc đó chúng ta ngồi bàn, ngồi ăn tiệc chung. Cười mấy ông mắt ô nghe, mấy ông có ô chửi mày thân cộng á, mày thương lo việc cộng không, mày không lo cho tụi tao. Mấy bác ô toàn về con phải lo, ở bên này có Biden lo mỗi tháng ghế và mấy nghìn rồi. Đúng không, đâu cần chuyện này lo, còn đảng viên ai đâu cho tiền, lúc đó quỵ dân nó rượt, nó trong nước cũng không yên, ra hải ngoại cũng không xong. Ở đây á, mà cơ trời có gì cập nhật á, là cái mình gọi cái đài này đài gì ta, đài thiên đình CNN 24 hour, phải không? Thì lâu nay tin tức thì cũng có chút chút mới mới, nhưng mà tin tức cũ thì cũng vẫn giống vậy, nước Việt vẫn đen tối, vẫn tiếp tục ảm đạm để chờ có ngọn gió nổi lên. À giờ nó mục á, cây rồi trong nhà mục rỉu hết, chỉ cần ngọn gió mà thổi cái là nguyên nhà sập. Hồi xưa 5 năm trước á, mình không muốn sập nhà, mình muốn biến chất, mình muốn đa đảng, mình muốn đại khái, mình xin cha đủ kiểu hết. Tại cái Thiên Long Sơn này á, thấy nó vậy mà nó không phải bình thường, nó xoay chuyển được tất cả những quốc gia theo cái ý sư phụ khấn đó nghe. Khấn nghe là nghe bị đông lạnh nè nghe à, khấn cho Biden giữa đường gãy gánh bữa nay ông hạch tội rồi, thấy không? Rồi khấn cho ông Trump lên lại nè, phải không? À, khấn cho Đài Loan tuyên bố độc lập nè, phải không? Khấn cho ông Tập Chứng Bình bị đứt mạch máu nữa, phải không? Khấn đủ kiểu hết rồi, khấn cho nước Việt hùng tính luôn, nước Minh và Lào nghe, tại mấy thằng đó nó đâm băng hông mình hoài nhọt lắm. Sẵn cơ hội này nếu mà không làm nó giống như Do Thái, Do Thái nó bắt buộc nó phải phô trương với mấy thằng chùm khăn mấy quốc gia xung quanh, trong vòng 8 tiếng nó lấy thành phố Gaza để cho sau này nước nó được tồn tại, chứ không thôi mấy thằng kia cứ ăn hiếp nó hoài làm sao. Thì cái cơ hội Miên với Lào, nước Việt bây giờ cũng giống như vậy đó, làm bây giờ mấy người tính tiền lớn là tính như vậy đó. Nên Do Thái kỳ này nó đạt được ý của nó, giờ có ai càng nó cũng quýnh cho mấy thằng kia, nó bơm nước cho mấy thằng chuột chạy lên hết. Thì cái Thiên Long Sơn này thấy nhỏ nhưng mà lại có võ, và cũng là một cái nơi duy nhất có cái sự liên hệ với bề trên để mà uyển chuyển từng quốc gia, từng cái lục địa ở cái địa cầu này. Mà đặc biệt là người Việt Nam thì hơi đặc biệt hơn chút, cho nên cái nước Việt Nam á nó không có ngu như kiểu là dân Bắc Hàn khóc hù hù, mà nó cũng không có đói như te tươi như kiểu dân Cuba siêu siêu ảnh ảnh vậy đó, là do mình khắn chết chết sống sống, nghèo nghèo già ông giàu, thì nước Việt Nam được cái ưu tiên đó là vì có Phật Thánh Tiên đầu thai vào nước Việt. Chứ bây giờ cái thế hệ 18 tới 45 ở Bắc Hàn á,
kêu nó đi làm bia đỡ đạn cho ủa nó làm liền á, tại nó ngu rồi, nó bị nhồi sọ rồi, nó giống như là đám zombie rồi. Cuba cũng vậy. Còn bây giờ 18 tới 45 của Việt Nam á, sức máy tụi nó khôn hơn hai thằng này nhiều. Tại chỉ còn có bốn nước cộng sản cuối cùng đúng không, là cái bài Kính Thiên ra đời là Liên Xô sụp đổ, chừa lại bốn nước cũng giống như cái gì mà rớt xuống á, phải có bốn cái dù phải căng lại giống như, chứ mà đứt hết luôn á, không còn cộng sản thời đó thì nó không có ba lần cái địa cầu, cho nên thượng đế mới cho bốn nước cộng sản còn lại đó là Trung Cộng, Việt Nam, Bắc Hàn với Cuba. Nhưng mà hôm nay không cần cái dù nữa, tới cái thời này thay đổi là không cần bốn cái dù đó nữa, thì phải dẹp luôn bốn cái dù đó. Mà 18 tới 45 Việt Nam đâu có giống 18 tới 45 Cuba hay là Bắc Hàn đâu, khôn bao nhiêu. Tại tụi nó chưa đúng thời cơ thôi. Bây giờ mấy đứa thấy mấy đứa du học sinh qua Mỹ là con cháu cha, bây giờ bắt đầu từ từ nó cũng hòa đồng, nó vô khu Việt Nam đồ, nó chơi với mấy đứa Việt Nam lớn lên đây rồi. Chứ hồi xưa là ông Nguyễn Văn Thanh thứ trưởng mà bắt mấy đứa du học sinh qua đây á, ký tụi mày qua Mỹ tụi mày không có được chơi với cái đám ruột thừa Việt Kiều nghe, tại sợ bị nhiễm cái tư tưởng đó rồi về làm sao. Cho nên cái sợ thành ra bây giờ tụi nó phản ảnh ngược lại hết những cái gì mấy ổng kêu tụi nó làm, đi phản ảnh ngược lại hết. Trời ơi, bây giờ nó cưới con Việt Kiều quá trời luôn á. Rồi cái lâu lâu cái hụ mới hỏi em bề trên, vậy chứ giờ đảng viên ở Mỹ nó tới 220.000 người gửi qua đây lâu nhiều quá, rồi làm sao mình nói cho họ hiểu. Nó ồ bây giờ nó hiểu hết rồi, Thái tử đừng lo, chỉ có thằng nào á nó ngu á nó mới còn nghe lời tổng cục chi bộ đồ họp hành đồ, còn bây giờ không ai ở Mỹ nó mà chịu chết cho đảng hết. Nói ông nói vậy đó. Nóng mà ta. Lạnh thì lạnh, nóng nóng. Cả này cũng được nè. Thiên tử xuống trần. Kiểu nào cũng ok hết. Mình là người gọi là ok. Ngoài Thiên Tướng Kiệt ra có cái tên gọi là ok. Hồi thời dưới cái chùa bị tai tiếng, bị oan ức thôi, mình có cái tên mới là Câm Điếc Đuôi. Trời, mấy bà Phật tử ở đây nghe lời ăn chăm chùa thầy Quốc Danh với này chửi mình như gì vậy đó. Hỏi ở trong chùa mà có ông thầy nào mà có bồ mà đi ra khỏi chùa là chủ chùa bị chửi. Mình bị chửi hai lần á. Cho nên cái vùng này khó độ là vậy á, không có đủ phước. Cái động lực nào khiến sư phụ vượt qua được những tai tiếng trong cuộc đời? Lực nào hả? Sư phụ chỉ thấy là nếu không có sư phụ á, bề trên cha với Đức Phật cũng sẽ để cho nước Việt bị xóa sổ trên bản đồ thế giới, sẽ nhập vô nước Tạo. Tại vì ở bề trên tính đó, những không có tính cõi hữu hình, mình tính cõi vô hình. Vì sư phụ là thiên tử có cái oai lực ở bên cõi vô vi mới sinh được, cho nên vì cái ý chí đó và đồng thời những cái tiền kiếp sư phụ là vua nước Việt, vua Minh Mạng, thì dầu sao ở một cái thời đó cũng đóng cái phiên màn đó, thì sư phụ cũng không có nỡ để cái quốc gia mà ngày xưa mình gán tạo dựng hôm nay bị mất vô tay của giặc Tạo. Tại cái tiền kiếp thì mới có cái duyên với nước Việt đậm đà vậy á, cái duyên gần nhất. Còn những cái chuyện mà xa xôi thời Lạc Long Quân, Âu Cơ, Hùng Dương nữa là xa, mình nói nhiều thì mất công người ta nói mình nổ, không nó quá nổ. Thiên tử xuống trần có quả địa cầu này giống như một cái sân gạch này, cục đá thôi à. Bởi vì nói cái trái đất này á, nó chỉ là nhỏ nhoi với ngài thôi, nhưng mà vì ngài có duyên với cái quả địa cầu này
Ngài đã đầu thai với nước Việt nhiều lần thì hôm nay Ngài mới gán là. Chứ còn so với vũ trụ á, cái chuyện này đối với Ngài nó là không có phải lớn lao gì hết. Con hiểu không? Trên nói vậy đó. Nhưng mà cái bàn chân của sư phụ đi tới đâu thì có Thiên Long Bát Bộ và có chư Phật, có cha sẽ gia hộ cái nước đó. Cho nên những cái thời mà sư phụ đi ra miền Bắc á, với bà vợ của ông Tô Lâm á, mấy vị cứ nói Ngài cứ đi nhiều miếu nhiều đền đi, Ngài đi chỗ nào á mấy vị thần với mấy vị ở đó rất là vui. Và cái chỗ đó đó người ta đã chờ Ngài về. Cho nên lúc đó sư phụ về, sư phụ đi tùm lum hết. Đi tới đâu á là mẫu 3000 mẫu này mẫu kia đứng khóc. Ô thấy nhiều nghìn năm rồi mới gặp lại Thái tử trong cái vô vi á. Mấy người mà đi theo sư phụ á là những người đặc biệt không, những người có cái thần thông lạ lùng tiếp xúc được. Ví dụ như người ta đi về ngoại, người ta khấn tượng sư phụ, chỉ cần nói chuyện thẳng luôn, đi tới tượng nào sư phụ đứng trước tượng nói thẳng. Bởi vì mới có câu chuyện mà có cây ông đó ở đó 3000 năm, hộ đi ngang cái thằng đi theo giống kiểu hộ tính vậy, bị nhập vô lăng cù cù cù. Cái bắt đầu nó lại à, thưa ngài, con chờ ngài ở đây 3000 năm rồi. Cái trời làm gì chờ tôi tới 3000 năm, bị nhốt chỗ này gần 3000 năm, mong ngài giải thoát. Giải thoát bằng cách nào tôi đâu có biết làm gì. Cái bắt đầu chỉ vô cái bàn tay thôi, tại bàn tay này là cái ấn phải không, chỉ bàn tay ịn vô cái cây, thua ịn vô cái nó lăn gù 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 xuất ra mừng quá giải thoát. Có những cái chuyện lạ đó, hồi xưa nhiều cái chuyện ngộ đó. Thì từ đó thì Hùng bắt đầu mới tin những lời của Đức Thầy với mẹ rồi dạy đó. Rồi hiểu không? Rồi cái lần thì Hùng mà ngồi mà thiền, cái tự nhiên á mây nhiều mây lắm ở Việt Nam à. Cái mây ở hướng này tự nhiên cũng lên đầu. Cái mây ở hướng kia cũng bay lại, tự nhiên cái gió khi nào mà gió đi ngược lại nhau. Còn mây ở hướng kia với mây hướng này cũng đây. Tự nhiên đóng mây trên đó ngủ 7-8 màu luôn. Thì lúc đó cổng thiên đình mọc ra hướng đông bắc, tức là trong 513 câu sư phụ có nói à, lúc đó có sư mẫu ngồi đó nè, có thằng Thành luôn nữa. Còn bữa nào có hỏi thằng Thành đi, nó cũng quảng hồn luôn. Ủa mây thí dụ như hiện giờ đang gió hướng này thì mây đi hướng này không, tự nhiên cái mây hướng này cũng ngay đầu mình, hướng này cũng ngay đầu mình, tức là mấy vị trên á đứng trên mây mình không thấy. Rồi xong mấy cổng thiên đình mở ra thì từ đó thì mới biết à, cái chỗ đó là nhà của mình ở hướng đông bắc. Thì từ đó thì mới biết là cha mẹ ở hướng đông bắc á. Thì mới cái lúc đó mấy vị mới nói tất cả các con của thời đại này quay về hướng đông bắc, chỉ cần quay về hướng đông bắc sám hối và xin cái tên Thiên, tức là giống như cái tên nickname thôi, còn tên Trần tên Nguyễn vẫn giữ, thì là được về trời. Từ đó mới có cái có hướng đông bắc ở trong kinh. Nên những gì sư phụ nói trên mạng hay những gì đó nói là sự thật 100%, không thể nào mà ảo tưởng hay là ấy. Chẳng qua người sư phụ gọi là nó lạ hơn 8 tỷ người, mình dùng chữ lạ là hiểu rồi. Lạ nghĩa là không ai có từng kinh nghiệm qua, cả bản thân này cũng hồi xưa cũng là thiếu kinh nghiệm đó nữa. Thì gần đây mấy con ở xung quanh nó còn được thấy. Chứ lịch sử hồi xưa giờ á, có ai thấy ông rồng ở trên mây hoài không? Mấy con thấy hoài không? Vài ba ngày là mấy ông hiện lên nói chuyện với mình phải không? Đứa nào chuyện gì là ngài cũng nói. Kính Thiên đều là do mẹ viết ra hay sư phụ? Mẹ viết ra, nhưng mà lúc đó đó bài Kính Thiên đầu tiên viết năm 1979 tại ở trại tù Nam Hà, tỉnh Hà Nam Ninh, nước Bắc Việt Nam. Lúc đó có cả 1000 ông HO, trại A, trại B, trại C,
những cái tướng lãnh cao cấp thì ở chạy A, từ hàng đại tá trở lên với tướng, với dân biểu rồi là cái cận thiệu á, thì giờ cũng có những chức sắc cao đài, thì những chức sắc của hòa hảo lớn. Thì lúc đó ở trong tù không có tin tức gì, thì mấy ổng mới lập cái bàn cơ để khánh này bên cao đài ta chạy cơ mà. Thì những lúc đầu cơ chạy thì cũng ma quỷ rồi vậy thôi, về giả bộ chơi chơi giỡn giỡn. Sau đó lúc đó từ từ cái nhiều bàn cơ lắm, trong đó có nhiều cơ, cơ trà hoa, cơ long hổ, cơ đủ loại hết. Thì cũng làm những gì mình, những gì thần thánh. Thì sau đó một thời gian đó, đến khi mà ngài Địa Tạng cầm đi trước, tiên nữ rải qua rồi đi trước. Đầu tiên á, là Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, ông ghé vô ông nói chuyện, thường nhớ vậy, ghé vô. Rồi xong lúc đó nói một có một vị Phật tới của vũ trụ, người ta mấy vị gọi là mẹ Hoàng Vũ. Ở trong đó mấy vị kêu Phật mẫu mình là mẹ Hoàng Vũ, nguyên văn là vậy, chứ còn mình là kêu Phật mẫu đúng không? Thì mấy vị nói mẹ Hoàng Vũ để đến để mà ban những lời cho các ngươi. Thì tiên nữ đi trước hai hàng, rồi quân tướng, rồi tới ngày Địa Tạng là ông đằng đó đó đi, rồi mấy vị Phật cũng đi gãy hoa đồ đi, cái mẹ xuống mẹ ngồi mẹ dạy bài kính thiên. Thì lúc đó là chiếc thuyền của sư phụ đang trên biển bị nạn nữa nghe. Rồi mẹ mới nói là mẹ mới giết, thì con biết bài kính thiên, kính thiên đã chiếu xuống trần, con ơi hãy nhớ lấy lời mẹ khuyên, lấy lời Phật nói là mình phải một và nhân mười, lấy lời mẹ khuyên, nhân sinh quả báo nhãn tiền, luân hồi vay trả triều miên kiếp người, nhờ duyên được hưởng cơ trời, lại thêm sứ mạng đạo đời dương gian, rồi đây nắm giữ gian sang, lo cho quốc thái dân an lâu dài, lo cho cơ đạo ngày mai, chúng sanh sẽ biết ân ai đã truyền, ấy là trời Phật linh thiêng, giáng cơ mở đạo khắp miền nước non, kính thiên mẹ chiếu cho con, số trời đã định không còn bao xa, lo sao xây dựng nước nhà, lo cho bá tánh hoan ca cuộc đời. Thì cái bài kính thiên năm 1979 vừa ra đời, thì không bao lâu á, bài Hồng Tàn giữa mùa xuân của mấy vị Hồng Niên sông núi cũng ra đời. Thì chế độ Liên Xô sau đại nhị thế chiến nó có hai khối, khối Warsaw và khối NATO, thì Nga Xô sụp đổ bởi do bài Hồng Tàn và bài kính thiên. Thì lúc đó ngài Trần Đạo và tất cả những hồn thiên sông núi, cả ông Quan Công luôn và cả ông Chột Washington nước Mỹ, họ đều là một nhóm thôi, tại hữu hình mình thì quốc gia này quốc gia nọ, bên kia là có một thôi, trắng với tà. Thì từ đó cha mới hạ lệnh tiêu diệt những cái ác trên thế gian này. Thì tất cả các vị theo bài kính thiên làm kim chỉ nam, tức là cái bài kính thiên làm kim chỉ nam, sau này là hết binh đao quy cổ diệt kim, là nước Việt mình không còn binh đao quy cổ diệt kim, thì nó mới trùng hợp với cái bài sấm cơ của Đức Thầy với ông Trạng Trình đó. Thì sau đó mấy vị nói vì hai thể chế giữa bên thiện và bên ác, mà bên ác á đã bị tan rã khối cộng sản, tại Nga Xô sụp đổ là do ông Reagan, Gorbachev tuyên bố, còn mà làm sạch sẽ hết thì nó sẽ không có thăng bằng cái quả địa cầu. Thì có nghĩa là giống như cái đám tự do mà nó chiếm hết á, thì cái quả địa cầu cũng không thăng bằng, nó để phải từ từ phải không, mới cho bốn vụ nãy vậy. Phụ nói Bắc Hàn, Trung Cộng, Việt Nam, Cuba, để mà từ từ rồi để mà chờ Phật Di Lạc, chờ sư phụ, rồi bắt đầu làm cái hội Long Hoa. Thì hôm nay là cái ngày đó, là từ đó tới ngày hôm nay. Mà cái bài kính thiên mẹ nói là chẳng còn bao xa. Lúc đó thụ mười mấy tuổi, mà hôm nay năm mấy tuổi, tới trời Phật bốn mấy năm á, chỉ có không đầy nửa sắc cành nữa, nó không biết
Mấy vị nói là nói theo cái thời gian trên trời, mấy vị đâu có nói theo thời gian dưới đất mình đâu. Bữa giờ sư phụ xuống trần đó là không có cái nhiêu ta xét cái nữa. Rồi đó là bài kính thiền. Rồi đến cứ lình bình. Rồi đến 7 năm mà trong kinh Hải Huyền mà nói là 7 năm lận đận lao đao gì đó. Rồi kinh của Đức Thầy cũng có nói. Thì từ đó bài kính thiền số 2 mới ra đời. Trên đó điện mẫu. Lúc đó trong đó một cái bông sen lớn lắm. Mấy chư Phật ở trên đó. Rồi cha thì mặc áo lông bào đỏ, mẹ mặc áo lông bào vàng. Rồi quân tướng rồi đóng. Rồi về mặt hữu hình á thì có sư phụ, có hòa thượng Thái Siêu, có mấy ông thầy cũng cỡ 5-7 ông. Rồi Phật tử với mấy người trên núi nè cũng cỡ 6-70 người á. Sư phụ có video mà. Tại vì mấy người đó còn sống thì không có phổ biến, tại nó sẽ làm hư với đạo Phật Đại Thừa. Tại mấy ông thầy cũng còn đang dưới núi nè. Thì lúc đó mẹ cũng là mẹ, mẹ nhưng mà đại diện cái những lời văn đó ở trên nó họp rồi. Nó là con điếm này, nó là 18 câu á, thơ lục bát. Rồi cái bài kính thiên số 2 cũng là 18 câu thơ lục bát. Thì lúc đó mẹ mới cho bài kính thiên số 2 kính thiên để chiếu xuống trần, mở ra chánh đạo thiên tâm cứu đời. Thì từ đó là officially đạo thiên tâm ra đời. Năm 2017 đúng không? 16 tháng 3 mở ra chánh đạo thiên tâm cứu đời. Ấy là ân phúc Phật trời ban cho Thái tử là người lập ra. Đây là chánh đạo không tà, luôn luôn tu niệm Di Đà Quan Âm, tu hành theo đúng thiên tâm. Phật trời là chính, không thêm đạo nào. Thế gian nay lắm lao đao, tà giáo xuất hiện phong trào tu tâm. Lắm người tin tưởng sai lầm, phá phách thế gian chìm đắm u mê. Cho nên Thượng Đế ra oai, mở ra thiên tâm đạo này trừ ma. Vậy thì Thái tử nghe ta, từ nay làm giáo chủ phải oai phong. Thay trời không mê theo sát phàm trần, tu sao cho xứng với ân thượng hoàng. Nghĩa là cha còn sợ, cha còn lo cho sư phụ mê gái hay mê tiền hay mê xe độ đồ này nọ nữa, không không có được mê lên sát phàm trần nha. Rồi kéo đầu sư phụ mới giơ tay lên thời, từ nay về sau con xin thề với cha mẹ, nếu con sai phạm con sẽ tự quỷ xác đi về. Tài con không ham tiền, tức là không ham tiền. Cái tài danh con không ham danh, con chỉ làm việc nào có lợi cho đại đồng thôi, cho quần chúng thôi. Tài danh sắc con không có mê gái, không có mê gì nữa. Thực con không ham ăn đồ ngon vậy á, ăn tam tịnh nhục ăn chay. Thì con không ham ngủ, con ngồi thiền, con đọc kinh. Cái thụ thời nếu mà phạm năm thứ đó sẽ quỷ xác kẹt đi. Cái ca lúc đó cũng 50-70 người, cái ngồi xuống dưới núi này bàn, cái xong buổi lễ rồi không, cái xuống đây ngồi nói: ê anh Kiệt, anh đang làm cái hẹn đó mấy trăm người, ngày nào anh cũng ship đồ quá trời luôn mà anh không ham tiền, nghĩa là gì anh nói nó láo. Mấy bà Phật tử á, ê nói: ủa tôi không ham tiền có nghĩa là tôi là đồng tiền bất chánh, có nghĩa là mình lấy cái đồng tiền đơn đặt hàng của người ta đặt bao nhiêu mình làm bao nhiêu, tôi không có nên định bợ nghe, tôi không có rủ ai ăn tối nghe, tôi không có hố lộ ai nghe, tôi lấy công làm lời. Tại cái hãng nó làm điện tử mà, như là tiện rồi với điện tử gắn đồ vô thì có lời có chịu, cũng giống như vũ neo vậy thôi, lấy công làm lời đó. Nhưng mà cái quan trọng cái chữ không ham tiền của tôi á, có nghĩa là tôi làm tiền tôi không có xài, tôi làm tiền tôi đi lo cho đạo, lo cho núi, lo cho cái gì tốt cho mọi người. Thì bây giờ mấy con thấy sư phụ giữ đúng lời thời mà, cho nên mình mất có mấy chục triệu mua cái dãy núi này, không biết đất này đất vàng á đâu ai mua nổi. Bây giờ trả 100 triệu mua Thiên Long Sơn á, sức mấy sư phụ mà bán cái núi này bây giờ 200 triệu á, 1 tỷ cũng không bán nữa.
Trời ơi, nó này nó quý vô vô vàng. Bây giờ cái thằng khùng Elon Musk nó có 5.000 tỷ đô la đi, mà nó sắp điên, nó lên đây nó hết bị điên, nó cũng có thể mua 5.000 tỷ cái núi này á con. Nó chỉ muốn hết điên chứ đâu có muốn là tiền nữa đâu. Cho nên cái núi này là chỉ bệnh, từ bệnh trầm cảm cho tới bệnh ma nhập, rồi bệnh comatose, rồi bệnh không biết tu, bệnh bất hiếu, bệnh phản bội chồng, chồng mà quậy lên đây cũng hiền. Chứ là cái núi này chị lên đây là chị bệnh dữ. Mục đích cuối cùng ai bước xuống núi đều là hiền hết. Con thấy nó quý giá không? Thế gian này chỉ có một chứ không có cái hai. Không bao giờ là có cái hai. Cũng như thế gian này chỉ có một thiên tử là đang ngồi đây, không có cái số hai. Và là những cái chuyện chỉ có một mình ở đây nói là có thiệt, không có cái chỗ số hai luôn. Cho nên tại sao ở ngoài đời giàu cho những cái clip cũ gì có nói, những gì thầy lỗi lạc ở thế gian này, những gì mà tu giỏi kiểu nào nữa, họ chỉ biết cũng tới đó thôi. Còn chuyện thiên đình, chuyện của sư phụ tuốt ở trên cao, họ không có biết được. Những gì Bồ Tát, những gì cao hơn họ, không thể nào mà đi tiết lộ thiên cơ cho cái ông mà nhập định mà ngồi dưới này mà biết được hết. Cái đó là phạm với luật thiên, con biết không? Cho nên chỉ có sư phụ ở trên cao thì cha mới nói. Cho nên cái những cái gì có lỗi lạc nữa, chỉ biết sư phụ là người phi thường thôi, cũng chẳng có biết sư phụ là ai luôn á. Cả mấy ông thầy Tây Tạng giỏi chỉ biết này có 7 dòng hào quang là lạ thôi. Ngoài ra còn identify mà xác thực mấy ông cũng khó mà biết đó. Nhưng mà một người có 7 dòng hào quang, một người như sư phụ không bao giờ nói láo. Nói láo là mấy ông rồng mấy gì bập liền đó con. Cho nên nói mấy ông cũng có cái insurance đó. Nhưng luật sư dám nói láo không? Mấy tụi CPA á, con có thể con khai income tầm 7 mấy CPA đâu, không phải. Thì sư phụ cũng giống vậy. Tại vì sư phụ có mấy gì xung quanh đẩy á nè, mấy gì đang ngồi đây nè. Tại vì sư phụ đi đâu là có 18 ông la hán hộ mà. Rồi mấy ông rồng biết bao nhiêu. Trên núi mình cũng vậy. Mấy con mà thử mà làm cái gì đi, phụ nói liền, xả cục rác thôi. Bữa là ông A-la-hán ông cầm lên liền, thấy không? À, Mỹ Hạnh đó. Cho nên cái núi của mình đó, nó có cái check and ba lần á, cũng như là có cái sự kiểm duyệt lẫn nhau á. Chỉ có chúng sanh ngu muội u mê không có biết phụ là ai, họ mở miệng bừa bãi thì họ hàng đầu đường số chợ mình không có nói. Còn những ông thầy vẫn còn cao ngã mạng, vẫn còn tham sân si, hơn thua về mặt đời, buông ở những lời không có hay, thì sư phụ cũng không có chấp họ. Tại vì họ cũng vẫn là một người tu tập thế gian thôi mà. Họ đâu phải là Bồ Tát đâu. Cốt họ đâu có phải là Bồ Tát đâu. Còn những người mà siêu, người ta không bao giờ người ta buông lời hay nói những cái gì về thiên tâm hay gì sư phụ. Đó là người tu thứ thiện. Cho nên trên mạng mà con thấy ai mà buông lời hay nói về thiên tâm họ, thì mấy ông đó là cũng là người phàm thôi. Người phàm phu không tu mà cứ soi lại những cái đau thương quá khứ và những cái ích kỷ, thì mấy ông thầy cũng là phàm phu thôi. Không lo tu mà cứ lo so đỏ. Như đạo Phật nói nhiều ấy, cái gì có gì hỏi thì nói tiếp thôi, vô chống nắng. Nắng ở Thiên Long Sơn là nắng này nắng ấm tình người đúng không? Nắng Cali á. Chứ đâu phải như nắng Houston hay là Arizona là mình xong luôn á. Mình để cái trứng giám nó chín luôn á. Đó này cũng đỡ ha. Đó này che nắng. Đây cái mặt này giờ nó dày rồi, giờ nắng cũng không có nám, cũng không có ảnh hưởng gì. 5 năm nay nó quá dày. Giờ đệ bác bắn đâu có lủng đâu, được đấy. Mặt dày quá trời luôn.
Thiên à, thiên cái gì lo em tự đường đi chưa tới, nên giữa đường kẻ nhẽo người khinh, thôi thôi ta để mặc tình, ai à, mặc ai chế nhạo, thận mình thì mình lo. Câu đức thầy lo em tự đường đi chưa tới. Từng rồi con hỏi á, là gì sư phụ sức cái dầu á, cho nên mắt sư phụ nó cứ nheo nheo rồi nhớ không hội trường không à, là dầu á, chỗ cái dầu lợi hại lắm á, nó cay á, bữa cho má ăn chi á lon á rồi cái dầu cay, cho nên quay phim thấy con mắt cho mình xong nó nheo nheo hoài á, là cái dầu á, dầu con gấu. Rồi tớ còn á, con quay trở lại hả? Dạ con quay trở lại, con thỉnh hình sơn mài của cha mẹ, giờ con đi con về. Hay quá ta, ở này cũng biết tôn kính thượng đế quá. Thượng đế cho con á cái trí khôn, mẹ Phật mẫu này cho con cái hồn ma đó, chân thần đó, gọi là cái hồn. Hai vị đó là cha mẹ thật sự. Con về luôn hả? Dạ, con bay tới đây giờ con bây giờ phải cho khách chuyến bay. Ôi trời ơi, trời đi xẹt xẹt kiểu này. Dạ. Ok, con về giữ dạ, sức khỏe về. Nha. Dạ. Thượng lộ bình an. Dạ, con cảm ơn sư phụ. Qua đây chỉ lấy cái tượng thôi về. Này có muối là được. Qua không thấy ký cái văn kiện nào hết, mà tàu qua là ký 36 cái văn kiện, chưa kể nó dơ một cái món quà để dụ Việt Nam là cái đường xe lửa cao tốc Bắc Nam. Thì xin hỏi sư phụ là trong cái tình hình như thế này thì nước Việt Nam hoàn cảnh nó như thế nào? Nước Việt Nam là của Chăm họ. Chăm họ là họ Trần, họ Nguyễn, họ Lê, họ Ngô, họ Quỳnh, họ 100 họ. Chứ nó không có phải là thuộc về của họ Đảng. Nên nhớ, họ Đảng chỉ có một họ thôi. Còn nó thuộc về cái Chăm họ. Chuyện thứ nhất. Thứ hai, cái nước Việt ngày xưa đã từng là, mình dùng chữ nói cho dễ nhớ, tại vì mình lên mạng mình phải nói chuyện thực tế cho dễ hiểu. Để em như vợ chồng mà trước 75 là đã là vợ của Mỹ rồi. Ok, sau này cái phản chồng rồi đi theo ông Tàu. Rồi hôm nay cái nhìn lại thấy chồng cũ của mình dầu sao á, nó cà chớn nhưng mà nó cũng biết lo. Thấy không? Thì trong cái lòng đã ngã về chồng cũ rồi. Còn cái thằng chồng mới có mấy chục năm mà trông trọng mẻ quá à, mà con nguyên của tao á, mày cũng muốn giết con ruột của mày, mày cũng muốn giết. Con nghĩ một người phụ nữ gì chở lấy thằng chồng vũ phu trung cộng, hay là chở về thằng chồng cũ hiền hòa lịch thiệp văn minh thời xưa, nếu con là phụ nữ có hai chồng á. Thì không chi bây giờ tuổi về già rồi. Còn nếu mà đi theo thằng dân chơi ác ôn á, nó giết luôn con của mình hết, mình đâu có muốn. Còn một mình thì mình nuôi không nổi. Ừ.
mà từ dân chơi á, nó có cái chiêu trò của dân chơi, dân du côn mà, thì nó đưa gì ký cứ làm đại thôi, để cho nó đừng có ta biết mày cũng sắp trả tài á, giờ mày muốn gì tao cũng chiều mày đi, nhưng mà tao biết thế nào á mày cũng chết, mày cũng trả cái sự tự do hạnh phúc của đời tao với con tao với chồng của tao trở lại đầm ấm một cái gia đình trở lại, cho nên cuối cùng cũng về Mỹ, hiểu không? Còn giờ nương nương nó để cho nó đừng có đốt nhẹ. Trời, mình nói chuyện ví dụ gì dễ hiểu quá. Trò chơi chính trị là trò chơi của con nít 3 tuổi, nên nhớ. Nít 3 tuổi nó còn giữ nguyên tính hơn là mấy thằng lãnh đạo nữa. Mấy thằng lãnh đạo đâu có giữ nguyên tính gì đâu. Bài rồi. Tuyên bố chúng ta là cùng chung số mệnh, tức là biết sắp chết chằn cháu gì đó, giống như kiểu hồi xưa mà vua Chiêm Thành á lấy quyền chân công chúa, xong cái có ông Năm, cái ông ẹt, cái ông muốn thiêu sống công chúa rồi á, không tục mình có gọi là bông hồng cấm bãi cứt châu á, đâu có ngu kiểu đó hả, bệnh sắp ẹt lại, cho nên chúng ta cùng chung số phận. Chứ nếu mà nó không biết nó yếu, tại sao nó qua chăn chói làm gì? Huống chi mấy ông lãnh đạo có cái đài của ở đây nữa, thì họ báo trước chuyện gì sẽ ra mà ngu gì nghe nó nữa. Sau này là Tây Tạng sẽ được, khi mà Mỹ nó đánh, không có đánh ở ngoài biển nha, bay mà bay ngoài biển bay ngắn quá, bay đâu có đủ cái sức bay, nó phải bay vô sâu lục địa, phải không? Đánh cho banh hậu cứ, hậu đợi cho Tây Tạng độc lập, cho Đài Loan độc lập, cho Hồng Kông độc lập, cho Mông Cổ độc lập, cho Tân Cương độc lập, thấy không? Sơ sơ là thấy năm rồi đó. Tại vì cái bản chất của Trung Cộng á, nước Tàu á, từ thời Tam Hoàng Ngũ Đế, thời Xuân Thu á, nó đã chia nhiều nước rồi, nước Tần, nước Sở, nước này, nước kia đủ hết. Thì cái giống như chiếc xe mà gắp nhiều miếng lại vậy đó, nó không thể nào mà nó làm một cái khối được, nó rã ra. Còn nước Mỹ là một khối á, nước Việt Nam là một khối, rã sao rã. Còn nước Tàu nó nhiều cái nó ghép giá lại, cái chiếc thuyền của nó ghép giá lại, thì hôm nay nó phải trở về cốc khỉ, vẫn quần cốc khỉ. Cái đó là cái định luật thiên nhiên nữa. Hồi xưa nó đâu có một bự vậy đâu. Tân Cương sau này độc lập, Đài Loan độc lập, Nội Mông độc lập, Mông Cổ độc lập, Hồng Kông độc lập, cũng giống như thời thập bát liên quân của bà Từ Quy Thái Hậu vậy đó. Thời Xưng Tô cũng vậy, thời Tam Quốc Chí cũng vậy. Thường á, ở đây á, có một nhóm mấy người Hoa mà hay đi lại lên á, là họ biết cái núi Linh Thiêng á, họ lại để họ kéo dài cái chế độ Cộng sản Tàu á. Tại vì trả trên á là cũng từ bi, phải không? Thằng ác cũng con trai, cho nên mấy con gặp mấy người đó mình phải khéo khéo.
đưa họ lên đây họ lại hoài, cho nước nào được thống trị thế giới này nọ, khấn có ngày khấn tầm bậy bạ không vậy? Mà họ khấn họ có quyền họ khấn, cũng giống như sư phụ khấn thì sư phụ muốn nghĩ gì sư phụ khấn. Sư phụ khấn cho nước Việt không còn chia cách, không còn dị biệt, không còn ruột dư ruột thừa, không còn Bắc Trung Nam, chỉ là một nước Việt, thì sư phụ có quyền khấn. Thì họ yêu nước họ cũng có quyền khấn, nhưng mà họ về nhà họ khấn, đừng lên nước mình khấn. Đã nghe cha, cha sẽ ngồi nghe hai bên, thằng con tôi với cái đám tàu chôn cộng nó khấn. Giờ nghe hai, dĩ nhiên là cha cũng thương sư phụ hơn đúng không, nhưng mà cũng phải mất công làm phiền cha cân nhắc. Chứ không có làm phiền á, thấy mấy thằng chôn cộng mà tới núi mình khấn con đuổi đi. Ở đây là đặt bạn khấn hoài, tại tụi nó tâm linh giỏi lắm, nó biết hết. Trời ơi, cái bà mà ở món hỏi anh bác đi, bà mainland China mà 60 năm trước bà ngồi là bà nói thời này qua Mỹ sẽ gặp một cái vị núi có rồng, và đó là Châu Văn Dương tái sanh, là thiên tử, là tần thế hoàng của mình ngày xưa. Bà qua bà gặp sư phụ á, giống như bà ôm sư phụ lên đầu vậy á. Bà ở mớm mà bên lãnh đạo đó, bà có thần thông á, mà bà muốn gặp hoài sư phụ đâu có gặp bà đâu. Mỗi lần mà nằm chơi chơi là 5 phút bà tới bà nhà, bà biết chuyện gì sư phụ đang đâu á. Từ đó sư phụ đốc cứ nuốt cho bà lên. Ồ, người Tàu thần thông ghê lắm. Rồi bà về bên Thượng Hải, bà đem một đống mấy người thần thông của Thượng Hải qua để mà phỏng vấn sư phụ. Thì đó năm 2017 ngay đây. Họ biết. Chỉ có người Việt Nam mình á, về tâm linh á thấp quá. Chơi toàn là nhập đồng với này nọ không à, không có nhìn ra được sư phụ. Cho người Trung Quốc họ họ khôn lắm. Họ biết. Có một cái là họ biết nhưng mà họ trước mặt họ cứ làm theo ý họ cứ làm, cũng giống như mấy ông mà lãnh đạo, họ biết là nước Việt sẽ tiêu không thể là giữ được, nhưng mà họ cứ cố níu kéo được cái gì níu kéo, cũng như còn nước còn tát vậy đó. Ngày nào còn ở tại vị thì ngày đó còn tiền vô túi, vô trước đi tính sau. Ta nghĩ đơn giản vậy thôi. Đó toàn là phạm thượng không. Ok, còn gì hỏi nào không? À, trở về với chồng cũ đi. Chồng cũ dầu sao đẻ ra bên Mỹ được mớ, Việt Nam mớ. Rồi có ăn, rồi có đô la đủ không? Còn chồng mới nãy vũ phu quá. Nó không có rồi, nó toàn là đẻ ra chất độc với cái ác không, cái dạy ác không, nó không có dạy thiện. Sư phụ, giống như Phật tử vẫn đọc kinh, mà bên mình cũng đọc kinh, nghĩa là nhưng mà Phật tử vẫn càng gục càng gật, nghĩa là vì tại vì kinh của mình mạnh hơn ở bên kinh của những Phật tử đang tổng hành sư phụ. Kinh điển của Phật Thích Ca là đúng hết, nhưng mà chỉ có đúng theo những vị tổ mà bên Đại Thừa từ thời Thần Tú họ soạn lại. Chứ khi con đọc ra kinh á, thì tất cả nó về cõi trời là giống nhau hết, nhưng mà họ không bao giờ họ tin có Phật mẫu hay có Thượng Đế. Kinh Thiên Tâm chủ yếu của mình cũng kinh nó là một cái công thức thôi, một cái công thức để con nấu món này món kia, ai cũng có thể dùng cái công thức đó là chế cho mình được. Phật là một cái ở trên trời có rất là nhiều vị Phật, Phật Thích Ca hay là những vị Phật khác cũng đều cái quả địa cầu này đều qua một cái công thức đó nhiều nghìn năm rồi. Chỉ có Thượng Đế thì Đảng Cộng sản họ không có chấp nhận. Cho nên cái lon sữa bò bị quên lãng gần mấy nghìn năm nay. Sư phụ chỉ nhắc lại thôi, chứ không phải đạo Thiên Tâm mà đạo mới. Đó là một cái đạo cũ xưa rồi.
Tôi chỉ nhắc lại là thời cha thôi. Còn cái thời hôm nay thì Phật tử đang đọc kinh Phật, nhưng mà thời mạt pháp tu tiền với tu danh tu lợi không. Thì hôm nay á, nhiệm vụ của Thiên Tâm chúng ta là đưa đạo Phật trở lại thịnh lại, tức là đưa những cái lời kinh điển Âu Á Ớ Lăng Nghiêm rồi trở lên cao trở lại, chứ không có còn mà chùa bây giờ.